Kênh Việt US 1040 xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê buổi sáng của chúng tôi được thực hiện tại Cali, nước Mỹ vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện duy nhất liên quan đến một câu hỏi lớn hiện nay về hiện tình của nước Mỹ. Vì sao biểu tình phản kháng bùng nổ khắp nước Mỹ sau cái chết của người da đen George Floyd? Kính thưa quý vị, thực chất của câu chuyện này chính là câu chuyện về sự bình đẳng ở nước Mỹ. Như chúng ta đã biết, ngày 25 tháng 5, 2020, một vụ can thiệp của cảnh sát đã gây ra cái chết cho công dân Mỹ da đen George Floyd tại tiểu bang Minnesota. Kể từ đó đến nay, biểu tình bùng lên khắp nước Mỹ với bạo động ở tại một số nơi bất chấp thiết quân lực. Chúng ta thấy gì qua những cuộc biểu tình phản kháng này? Điều trước tiên chúng ta cảm nhận là phong trào phản kháng hiện nay có tốc độ lan rộng nhanh chóng với sự tham gia của rất nhiều người da trắng, kể cả cảnh sát trong hàng ngũ của các cuộc biểu tình ôn hòa, chứ không phải chỉ có người da đen, người da màu. Được nhiều nhà quan sát đánh giá là sự kiện chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ đương đại. Sự việc làm mọi người liên tưởng đến các cuộc bạo động lớn hồi năm 1992, sau khi tòa án Mỹ tha bổng các cảnh sát đã bắn chết một người da đen ở Los Angeles, và gần đây hơn là cuộc biểu tình tiếp theo cái chết của một thanh niên da đen 17 tuổi, Ferguson, ở bang Mississippi năm 2014. Có phải vì khủng hoảng đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, nạn bạo hành cảnh sát, những đối xử bất công vì luật pháp giữa nhà nước và người dân, đặc biệt là với người da màu và người thuộc các nhóm thiểu số là nguồn cơn? Thậm chí có người còn nói đến vai trò đổ thêm dầu vào lửa của Tổng thống Donald Trump khi gặp chung những người biểu tình ôn hòa với những kẻ phá phách cướp bóc cùng một rõ khi lên án nạn khủng bố nội địa. Những người không ủng hộ Tổng thống Trump thì nói rằng Tổng thống thay vì đảm đương vai trò của một nguyên thủ quốc gia của nước Mỹ, có những phát biểu hướng đến toàn dân, những giải pháp cụ thể trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng hiện nay, thì lại có những động thái phô trương sức mạnh, tập trung xây dựng hình ảnh riêng cho cá nhân vì mục tiêu tranh cử. Còn người ủng hộ Tổng thống Trump thì lại nói phải mạnh mẽ như ông, phải quyết liệt như ông thì mới trừng trị được những kẻ bạo loạn, phá phách tài sản của các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh. Thậm chí có người còn nói tới việc có vai trò đứng sau lưng xúi dục của các đảng đối lập tại nước Mỹ. Vậy đâu là sự thật? Theo một số nhà báo và học giả thì có những cội rễ sâu xa về sự không thích nhau, thậm chí có trường hợp là sự thù nghịch giữa những người dân và lực lượng cảnh sát, vì cảnh sát đôi khi đã dùng những biện pháp quá mạnh đưa đến cái chết cho người dân. Và thật không may, có trường hợp có những người dân không có phạm những cái tội đến nỗi phải bị trừng phạt, nhất là sau khi họ đã bị bắt, bị còng tay. Người đàn ông da màu George Floyd, 46 tuổi, đã bị một cảnh sát da trắng đè lên cổ hơn 8 phút đồng hồ, bất chấp việc anh ta nói không thể thở được. Hành động đó đã đưa đến cái chết của người đàn ông này, gây ra nhiều sự tranh cãi giữa các chuyên gia pháp y của chính phủ và tư nhân, bởi anh Loi vốn có bệnh lý nền, bị bệnh tim, và gần đây còn có thông tin là anh ấy đã bị nhiễm COVID-19. Nhưng thực tế, từ cái chết này đã khơi dậy những vết thương trong lịch sử nước Mỹ về vấn đề dân quyền, vấn đề kỳ thị chủng tộc. Phải chăng đây là căn bệnh của xã hội Hoa Kỳ? Khi có bất cứ vụ tai nạn nào gây ra chết người cho những người da màu hoặc những người thiểu số, thì những vết thương đó lại bùng phát trở lại, làm cho người dân hết sức bất mãn, làm cho mỗi người sực nhớ đến một căn bệnh ẩn sâu trong lòng nước Mỹ. Truyền thông đã xoáy mạnh vào vụ việc khi đã chiếu đi, chiếu lại nhiều tiếng đồng hồ hình ảnh của người cảnh sát da trắng đó đạp chân lên cổ của nạn nhân George Floyd quá lâu,
Hình ảnh này chắc chắn tạo ra sự bất mãn không những đối với người da màu và kể cả người da trắng, bởi cách hành xử quá thô bạo của một cảnh sát vốn được đào tạo bài bản. Một người bình thường có hành động quá trớn hay có những hành động thiếu suy nghĩ làm tổn thương đến danh dự cũng như mạng sống của người khác thì đã bị pháp luật trừng trị ngay. Nay lại là một cảnh sát, là người biết luật lại phạm luật. Hơn nữa là tình huống một cảnh sát da trắng ra tay tàn nhẫn với một người da màu, đến độ dẫn đến cái chết thương tâm cho người đàn ông này. Sự bùng phát biểu tình và bạo động có thể xuất phát từ hai lý do chính. Thứ nhất là đời sống quá khó khăn vì đại dịch Covid-19, mà người dân đã rất sợ hãi, đã thất nghiệp và nhiều người đã lâm vào cảnh sống khó khăn chồng chất. Thứ hai là sự bất mãn vốn có từ lâu về việc không được đối xử công bằng. Cho nên khi xảy ra một vụ gây tổn thương xã hội như thế này, sự tức giận của người dân bùng lên là tất nhiên, như giọt nước tràn ly, như con đê oằn mình vì áp lực nước, mỗi ngày trực chờ bung vỡ tuôn trào. Chủ trung là vấn đề kinh tế, cộng với vấn đề thất nghiệp, cộng với vấn đề không được đối xử công bằng trong luật pháp giữa người dân và cơ quan công quyền nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng. Và đặc biệt là giữa các tòa án, do các tòa án do người da trắng chủ tọa đối với những nạn nhân da màu hoặc người thiểu số. Tất cả những điều này khắc họa nên thảm cảnh xã hội Hoa Kỳ bị dồn nén quá lâu, chưa có giải pháp cụ thể từ phía nhà nước. Thành ra tất cả mọi chuyện đổ dồn vào trùng với giai đoạn bùng nổ của dịch Covid-19, và cứ thế nó bùng phát lên trong xã hội Hoa Kỳ như một ngọn lửa được khơi dậy mạnh mẽ. Mặc dù chính quyền cũng đã thừa nhận cảnh sát có phạm tội, nhưng các cuộc phản kháng vẫn tiếp tục. Vì sao vậy? Tổng thống Trump có đưa ra lời tuyên bố chia buồn với gia đình nạn nhân đó, và cũng có những cử chỉ nhã nhặn và cho rằng việc đó không nên để xảy ra. Và ông ấy cũng thể hiện không hài lòng. Tuy nhiên, Tổng thống lại nhắc lại lời tuyên bố được đưa ra vào năm 1967 của một viên cảnh sát trưởng ở bang Florida, trong thời gian đó đang có cuộc đấu tranh dân quyền giữa người da màu và người da trắng ở khắp nước Mỹ. Ông trưởng ty cảnh sát lúc đó đã nói rằng khi bạo động bắt đầu thì tiếng súng cũng bắt đầu nổ. Có lúc Tổng thống Trump lại gọi những người đi biểu tình là những quân khủng bố nội địa và những thành phần du đảng. Những lời nói đó có lẽ là những lời xúc phạm chung cho tất cả những người đi biểu tình, người thông không hài lòng và những lời vơi đùa cả nắm của một ngài Tổng thống. Chúng ta nghĩ gì khi có dư luận cho rằng tới giờ Tổng thống Trump vẫn chỉ có những cử chỉ hành động phô trương các quyền cá nhân của ông ấy? Tỷ dụ như trong cuộc biểu tình tại Washington DC hôm thứ Sáu 29 tháng 5, ông ấy tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng quân đội để dẹp bỏ các cuộc biểu tình, và ngay lúc đó ra lệnh cho cảnh sát dẹp đoàn biểu tình. Dù là họ không có hành động bạo động gì, họ chỉ biểu tình ôn hòa đòi hỏi pháp luật trừng trị các viên chức cảnh sát do các hành động vô nhân đạo. Việc Tổng thống yêu cầu dẹp biểu tình hóa ra chỉ để dẹp đường cho đoàn của ông Tổng thống đi từ tòa Bạch Ốc sang một thánh đường kế bên, và ông đến bên thánh đường đó chỉ để giơ cuốn thánh kinh lên để chụp ảnh, truyền hình, thế có thế thôi. Không hề có tuyên bố nào về người da màu bị sát hại, về các cuộc biểu tình. Thành ra người ta cho đó là một hành động cá nhân của ông ấy. Sau đó, chính vị phụ trách nhà thờ, giám mục giáo hội này cũng đã lên tiếng phản đối việc Tổng thống sử dụng ngôi nhà thờ để làm bàn đạp chính trị, xây dựng hình ảnh chính trị vì mục tiêu tranh cử. Cho dù đòi điều đó, điều suy nghĩ đó đúng hay sai về Tổng thống. Nhưng dư luận không phải là chuyện nhỏ, nhất là khi nó gây ra sự tổn thương đến sinh mạng và trái tim của con người. Trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều bất công trong xã hội truyền từ đời chính quyền này sang chính quyền khác chưa được giải quyết tận gốc, đặc biệt đối với người thuộc các nhóm thiểu số nói chung, người da màu nói riêng, chính quyền đương thời nên đưa ra lời ôn hòa các giải pháp cụ thể, thay vì đưa ra những lời lẽ có vẻ thách đố phô trương sức mạnh chống lại người biểu tình, không cần biết họ ôn hòa hay không. Đây là điều thật sự rất bất lợi cho Hoa Kỳ và cho cả Tổng thống Trump. Từ giờ đến tháng 7, tức là chỉ còn một tháng nữa thôi, là cuộc vận động tranh cử bắt đầu.
Nếu biểu tình ở nước Mỹ, tình hình kinh tế tiếp tục sa sút, vụ án sập loa chưa kết thúc, thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Bây giờ, các hãng thăm dò dư luận của Hoa Kỳ hôm nay đồng loạt phổ biến kết quả điều tra. Sự ủng hộ đối với Donald Trump chỉ còn 40%. Ngược lại, với cựu phó tổng thống Joe Biden là từ 53 đến 54%, tức là ông hơn Donald Trump nhiều. Tuy nhiên, tình hình còn có thể có những biến chuyển khác. Tuy vậy, mọi người cho rằng những việc xảy ra hiện giờ, dù muốn dù không, cũng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử năm nay. Chúng ta hãy chờ xem. Kính thưa quý vị, cái sự trình bày của chúng tôi tới đây là đã chấm dứt cái chương trình Cà phê buổi sáng của kênh Việt US 1040. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Nếu quý vị thấy rằng video của chúng tôi là hữu ích, xin đăng ký like share. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Một lần nữa, xin chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.